Nếu các bạn đang quan tâm đến một cái sản phẩm xe tải nhẹ vừa rẻ, vừa đẹp, vừa bền, sở hữu chỉ từ 30 triệu đồng thì hãy xem video này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sunray Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay kênh Sunray Việt Nam sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe tải nhẹ. Để sở hữu nó thì các bạn chỉ phải bỏ ra khoảng 30 triệu đồng và chúng ta sẽ sở hữu được một chiếc xe mới 100% đời 2019 của nhà máy Đông Bản Việt Nam, nay là nhà máy Sunray Việt Nam. Thì trước mắt các bạn đó chính là cái sản phẩm mà mình vừa nhắc tới. Cái sản phẩm này có tên là DB1021 hay còn gọi là Đông Ben 1021. Hay là những cái người mà đã sử dụng cái xe này thì người ta hay gọi đó là cái xe tám tạ của Đông Ben. Thì đây chính là cái sản phẩm đó. Mình sẽ đi một vòng để cho các bạn xem coi cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm Đông Ben 1021 màu bạc và thùng không mui bạt. Mình sẽ đi một vòng để các bạn xem đằng sau nó sẽ có cái logo Đông Ben được dán đề can như thế này. Đó, dán đề can các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng bóc ra. Tại sao cái sản phẩm này mà chỉ từ có 30 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu được cái sản phẩm này? Vì hiện tại với các cái chính sách trả góp ở Việt Nam từ 70 đến 85% thì hoàn toàn có thể đáp ứng được cái yêu cầu là các bạn trả trước rất với số tiền rất là thấp mà các bạn có sở hữu được một cái xe chất lượng rất tốt như thế này. Thì cái sản phẩm Đông Ben 1021 được vào thị trường Việt Nam một thời gian khá là lâu rồi. Thì nhà máy Sunray Việt Nam vừa rồi cũng làm một cái kỷ niệm 10 năm ra đời cái dòng xe này. Thì cái dòng xe này có một cái tuổi đời nó khá là dài và cái kiểm định của nó trên thị trường, những cái người mà đã qua sử dụng cái sản phẩm này được đánh giá nó khá là tốt trong cái phân khúc mà nó đem lại. Thì cái xe này với cái tên tuổi như vậy, với cái chất lượng và hậu mãi sau bán hàng như vậy thì hiện tại hầu hết những cái bác tài xế hoặc là anh em trong nghề, các bạn có thể nhìn thấy cái xe này lăn bánh trên đường nó rất là nhiều, đúng không ạ? Thì ở cái video này mình sẽ không nói quá nhiều chi tiết về cái sản phẩm, về cái thông số kỹ thuật hay là về cái các cái giới thiệu sản phẩm cũ nữa, tại vì cái video và giới thiệu sản phẩm review về cái sản phẩm này có trên mạng nó khá là nhiều rồi. Thì hôm nay mình chỉ nhấn mạnh đến với các bạn rằng nhà máy Sunray Việt Nam đã làm một cái video để khẳng định cho các bạn biết rằng các bạn có thể sở hữu được một cái sản phẩm xe tải nhẹ của Đông Ben, xe tải nhẹ nhất của Đông Ben là 8 tạ với giá chỉ từ 30 triệu đồng để trả trước. Một cái sản phẩm mới 100% trong phân khúc của cái sản phẩm này hiện tại trên thị trường gần như xe tải Đông Ben 1021 đang có giá thấp nhất trên thị trường và cái phân khúc nó đang chiếm lĩnh thì gần như là không có đối thủ. Thì đây là một cái sản phẩm thùng inox mui bạt sẽ được treo ở trên này nhé các bạn. Đó, mui bạt sẽ được treo ở trên này. Thì với chất lượng sơn và chất lượng thùng thì mình không cần phải nói quá nhiều, vẫn giống như tất cả các cái xe tải trên thị trường thôi, kể cả xe Kia hay là các cái xe đắt tiền hơn như là Suzuki Super Carry vân vân. Thì cái chất lượng thùng thì tất cả các sản phẩm đó đều như nhau thôi, đâm vào thì vẫn đi viện như thường, đúng không ạ? Tất tần tật mọi thứ giống nhau hết, chỉ từ cái các bạn chỉ cần quan tâm đến giá và những cái gì mà cái xe này trang bị nó có phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình hay không thì chúng ta sẽ quyết định được là chúng ta có hợp với cái sản phẩm này hay không. Cái tuổi đời nó ngắn và cái xe nó, cái nội thất nó hiện đại hơn các cái sản phẩm cũ. Vâng, và như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn xong một cái sản phẩm xe tải nhẹ của Đông Ben đời 2019. Để sở hữu được nó thì các bạn chỉ bỏ ra khoảng 30 triệu đồng và chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được cái chiếc xe mới 100% để sử dụng cho công việc vận tải hàng ngày hay là đi vào các cái con phố nhỏ, các ngõ nhỏ mà các cái xe khác không thể đi nổi. Nếu các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc gì, các bạn có thể là để lại comment ở dưới video hoặc gọi vào số điện thoại của mình 0987733322. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn có thể là để lại
bên dưới để mình có thể làm được các video với chất lượng tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã theo dõi cái video này của mình. Xin chân thành cảm ơn.